chào mọi người. Đây là tiến hành là buồn một phòng rồi mọi người. Đây là người xem. Thank you.
mình nói mình nói gì vậy Tám? Ngờ ông kìa ông à. Nói gì đâu thì đổ bên đây, đổ bên trong rồi anh em rồi gì đâu. Gõ bà là gì cho quý khán giả bà con rồi. Về xin chúc sức khỏe. Gõ bà là quý khán giả về đây tụi tôi đổ bên trong rồi với lại mày đâu. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ ha. À. Bên Mỹ năm mới. Ngày 8 khỏe không mọi người? 65, gần 70 rồi mọi người. 65 tuổi ông còn sung lắm. Đó mọi người. Còn, còn thằng Tuấn đầu gì đây? Nói cho Tuấn là Tuấn. Có gạo xin gạo đi, xin ba phường xin. Xin gì? Chút về chở luôn đi. Chị chưa? Hồng Thẹo. Bà đậu. Chào mọi người. Chợ lớn á. Không. Thẹo. Bữa nay Tám Thẹo đi chích thuốc ngừa rồi. Chích về để vô vậy. Đi mấy ngày nữa xong. Chắc là để mai tập trung xuống đó đóng cúp pha, mấy người đi xuống đó đóng cúp pha. Trong thùng này không? Chắc có trong thùng này xong là làm sát. Ủa có sớm vậy? Cái gì vậy? Trung hôm nay là đẹp nhất cho mọi người. Lâu nó tuột ra. Đâu? Mọi người, đây là anh đại trưởng đổ bê tông nha mọi người. Chào mọi người anh. anh Kiệt á. Kiệt. Vũ đầu anh kia. Đứng lại đây. Ở đây. Đứng bên. Chờ bê tông mọi người. Thank you.
Thank you.